Hello nhé. Hey. Rồi, cuối cùng chúng ta quay trở lại với con đường trở thành chủ tiệm quán nét. Ui, hôm nay phá đảo luôn nha các bạn. Thì phải mình lấy bỏ mấy ngày bỏ bê rác này. Nhiều đéo chịu được. Bây giờ làm phòng streamer nhá, cho các bạn nào mà có đam mê stream này. Đấy là mình sẽ làm một cái phòng streamer trước. Phòng streamer là một cây máy tính này, một ghế xịn này, tai nghe là cũng phải có rồi, tai nghe chắc chắn là phải có, tai nghe xịn luôn. Bàn phím xịn này, chuột xịn này. À, màn hình là phải mua hai cái. Streamer là phải có hai màn hình, có một màn hình là đéo được. Đi ra. Đấy, đây là phòng streamer. Ê. Table đâu nhở? Đây rồi. Đặt bàn trước, phải đặt bàn trước. Đặt khách vãi đái. Bận quá. Vậy sao cái trò này nhé, nó phải cho thuê nhân viên chứ. Điệp mẹ mày cái lồn gì đây? Điệp mẹ thằng này là thằng... Điệp mẹ cảnh sát ngầm cài vào lên kiểm tra Bitcoin đúng không? Đú ma mày. Điệp mẹ đã khai trương tầng 2 đéo đâu. Ôi, đấy, phòng streamer. Cái gì đây? Một màn hình đầu tiên này. Đấy, màn hình này màn hình chơi game nhá. À, phòng này hình như hơi nóng đi phải. Lắp cho cái điều hòa. Đi bạn mệt. Đi mẹ. Nhân lúc ta không để ý à. Nhìn này. Đi bạn ngoài, đi bạn thấy cũng giúp một tay đi, lại còn đà đà cái ghế ra nữa. Đi bạn tôi làm quán nét để cho phục vụ bọn ông đây. Đi bạn phải phục vụ ai đéo đâu. Không, cái này là y hệt luôn, mình làm y hệt cái máy của mình luôn. Máy mình đang stream bên này. Không lệch tí nào được. Mày không có tiền vào để chơi đúng không? Không có tiền vào để chơi hay định làm gì? À, lại còn lên tầng 2. Đi phải ông này chắc chắn là cảnh sát ngầm rồi. Đi phải phòng ngừa ngay. Cảnh sát ngầm lên kiểm tra Bitcoin này. Đi phải đông thế. Đời có bàn đây rồi. Có bàn rồi. Đấy, xếp thành hình chữ L này. Uầy, nó lại hợp con mẹ Lý luôn, hợp con nhà bà Lý luôn. Tiểu cho dịch ra đây một tí. À. Đó. Em ở nhà quê mới lên. Ui, cái đoạn nhạc này giống vãi đái nhở. Được chưa? Phòng streamer. Điệp mẹ thế này lại bảo không ngồi đi. Ui. Điệp mẹ ông này nghi xem sách lắm mày. Thề. Mấy ông công nhân mà hay trốn ra ngoài. À không phải à. Đấy, đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nha các bạn. Đừng có bao giờ đánh giá người ta qua cái vẻ bề ngoài. Nhưng mà nói thật nhá, là trong cái cuộc đời của mình ấy, mình nghĩ là ai đến với cái cuộc đời của mình ấy thì đều mang cho mình một cái gì đấy. Kể cả, nói thật là kể cả người cũ đi, đấy thì cũng mang cho mình một cái bài học gì đấy để mình có thể có kinh nghiệm.
để đến những cuộc tình sau nó mình sẽ không phải mắc phải như thế. Chứ có phải là mình không chơi cùng hoặc là mình lâu không để ý đến là mình quên đâu. Kể cả cái hồi mà ngày xưa ấy, mình làm game thủ chuyên nghiệp ấy, đấy mình cũng gọi là toxic lắm. Cái đợt đấy là bắn các thứ, tại vì bắn kiểu giải các thứ try hack mà. Đấy mình toxic, nói chung là cũng hay gọi là nói đồng đội này nọ các thứ lắm. Thì vậy lắm lúc cũng muốn kiểu gọi là xin lỗi anh em. Được kiểu bây giờ mình lớn rồi, mình nghĩ lại rồi ấy, mình thấy là mình sai. Nhưng mà lúc đấy là thực ra là mình cũng kiểu chỉ muốn cho anh em tốt hơn thôi ấy. À, nhưng mà đúng hết kìa. Thực ra là cái đợt đấy nhiều người cũng hay, à mấy cái người mà hay bị mình nói ấy, đấy thì cũng kiểu hay dỗi dỗi các thứ này nói. Bây giờ thì mình lớn mình mới hiểu chuyện ấy, thì mình cũng muốn xin lỗi lắm chứ. Đấy nhưng mà không nhờ những người như thế nhá, mình có biết là mình kiểu toxic đâu, mình có biết mình chửi đâu, xong rồi sang refund thì mình mới gọi là tiến bộ, mình mới phát triển lên đấy chứ. Xong. Vậy là xong máy học nhóm. Wow. Đấy, xong mình bui thêm 3 cái máy ở đây nữa. Xong rồi lại có nên làm full hết Bitcoin ở cái mặt này nữa không nhở? Thì à, coi như là phá đảo luôn rồi đấy. Đây rồi, nhóm đây rồi, học nhóm đây rồi. Khai trương tầng 2 các anh ơi. Cùng trải nghiệm phòng học nhóm của em đi. Đấy, đây là những người mà đi phải một ngày hồi cấp 2 giống mình này. Đấy, đi đúng kiểu ra quán net chỉ để học thôi. Anh em ngồi cạnh nhau xong rồi xem nhau cho dễ. Ui, 4 người học nhóm luôn. Oh my god. Ơ địt của mẹ mày. Học nhóm chứ, đéo phải xem sách nhá. Ui, đấy, đi mẹ ông ngoài thử máy streamer này. Xịn ông anh. Xịn ông. Wow. Đẹp chưa, lại bảo không đẹp đi. Lại bảo không hít đi. Lại bảo thiết kế không hợp lý đi. Ôi địp mẹ sao này ít khách thế nhở? Có chuyện gì vậy? Địp mẹ có phải bên quán nét funky lại nói đều mình không? Wow. Đấy bây giờ chơi là kiểu tiền nó cứ tăng thôi. Cho nên là mình nghĩ như này nó là phá đảo rồi. Đấy, hạnh phúc vãi lồn, một quán net này, phòng streamer này. Thì mẹ một điều hòa luôn, xong tay các thứ đầy đủ phụ kiện này. Đấy, còn đây là phòng học nhóm này. Đấy, giới thiệu cho các bạn lần cuối này trước khi xóa game này. Đấy, phòng học nhóm 4 người. Đấy, bạn nào mà thích học lên net học ấy. Đấy, học kiểu bây giờ đang có kiểu học online ấy mà các bạn không có máy tính ở nhà ấy. Đấy thì các bạn gọi 4 người, gọi một nhóm ra đây học là hợp lý này. Đấy, phòng này phòng đây ba máy chơi pet này. Đấy, có máy chơi pet thì để 2 người chơi game đối kháng 2 người thì ngồi máy này. Đấy, đây là phòng xèng này. Đấy, đây là phòng máy bình dân. À không, đây là phòng máy xịn nhá. Bạn nào có điều kiện ấy mà thích chơi một mình try hack các thứ ấy, đây thì ngồi đây. Trong này cũng là phòng pet này. Đây là phòng bình dân. Bạn nào mà kinh tế gọi là còn hạn hẹp ấy, bây giờ chơi game chỉ cho vui giải trí thì có thể ngồi ở đây này. Ôi đi mẹ cái màn hình kiếm sao nhở. Đây cũng là phòng pet này đó, có thiếu đâu. Đây là phòng sàng này. Sao bây giờ chúng ta đã kết thúc. Từ nhá, mình bán hết Bitcoin xem được bao tiền nữa. Mà đi mẹ, Bitcoin nó đéo lên giá nhở, để mình bán cho các bạn xem ấy. Bitcoin mẹ nó đéo lên giá, mẹ nó cứ 0% hoài. Để mình bán hết xem được bao nhiêu nhá. 115 này. Ui, 200.000. Alo, 2 triệu. Đi mọi ui, được 450.000. Nhưng mà bây giờ là kinh doanh các thứ ấy, là giá lúc nào nó chỉ có tăng thôi. Thế là mắc rồi. Chơi như này coi như là phá đảo rồi các bạn. Cái game này khó nhất là cái lúc khởi nghiệp thôi. Đấy, như kiểu anh Độ ấy, đấy không khởi nghiệp được là phải xóa game luôn. Còn mình thì mình đã thành công. Và mình nghĩ là có thể mai sau này mình sẽ mở quán net đấy. Đấy, thừa bao nhiêu đồ này.
đi ba. Ừ, gặp nốt hai em kia lần cuối nhá. Nhớ quá. Điểm đấy, anh sắp rời khỏi cái thành phố này rồi. Hey, yeah. Game còn sẽ nhớ anh không? Còn nhớ anh không? Hey. Ê, anh sắp rời khỏi thành phố rồi đấy. Mẹ Valo sắp rời thành thành phố mà không có chương trình tri ân gì à? Thì mẹ vẫn còn 100 đô. Valo 50 đô đấy, 50 đô thôi. Thế anh là anh quý em nhất chỗ này nhá. Mẹ lúc nào đi cũng gọi em thôi mà vẫn lấy giá 100 đô ạ. Mẹ. U cả em nữa vẫn 100 đô. Thôi được rồi, gọi hai em luôn. Ok, hai mày vào đây, vào đây. Chỉ gọi được một người thôi à, không gọi hai em à? Ôi kẹp mẹ rồi, đít mẹ con chó kia, sao mày đẩy tao vào đây đéo ra được các bạn ơi. Đít mẹ mày dead game fuck. À đây rồi, đây rồi. Đít mẹ thề bỏ 100 đô ra mà không được xem gái thì mẹ mày cú mãi luôn đấy. Đóng cửa vào, đóng cửa vào, người khác nhìn mất rồi. Vậy hôm nay chương trình gì đặc biệt không đây? Anh đóng cửa rồi, có chương trình đặc biệt không? Chương trình đặc biệt không? Wow. Đi. Nhưng mà vẫn là mấy cái bài cũ, cái bài mình thuộc rồi. Bài khác đi, điệu khác đi. Bài khác đi. Thôi, quyết định rồi. Đéo chơi với em nữa. Để mà toàn nhảy với bài cũ thôi mà vẫn 100 đô. Ui, thử em ra đen phát xem nhở. Lâu lắm không thử em ra đen. Để mà hôm nay phải chơi hết gái ở đây đi. Ui, đi vẽ mày đội mũ à? À, tóc. Xem ra đen như nào nào. Xem có nhảy khác không hay vẫn thế? Không, mình không phải là người phân biệt màu da nhá. Không sao hết. Ui. Ui, em hình như dẻo hơn hay sao ấy. Wow. Thôi em này đi, em này nhìn tướng ngon này. Ui, nhìn kiểu được phết đấy chứ. Mẹ em ta đen rồi, ra khỏi phòng đấy. Wow. Oh my god. Ui xù. Thôi đi mà ba em đi mà cái ba này lừa khách vã lồn thề, ba em nhảy mẹ giống nhau kéo tí cảm xúc nào cả. Thôi đi về nhà ngủ rồi các bạn ơi. Đấy, coi như là chúng ta đã phá đảo game này rồi, về nhà ngủ. Oh shit, cảm ơn Tấm nha, cảm ơn em nhiều, cảm ơn Tấm, cảm ơn em. Cho em xem stream vui vẻ nha. Ok, thôi, coi như là chúng ta đã phá đảo Cà Phê Simulator rồi. Thôi đi bản phá game, code.